bạn đến với tần số tình yêu. Và hôm nay ông Mai bà mối tại sao bận đồ lộng lẫy? Tại vì Trương Thế Vinh muốn vợ lắm rồi. Dạ, bận đồ y chú rể. Việt Hương là bà Mai sẵn đứng ra làm MC hoặc chủ hôn luôn. Cho nên nay kiếm bộ đồ vest màu hồng y như cái phong màn của chương trình tần số tình yêu, quý vị thấy không ạ? Quá đẹp luôn. Quá hợp lý à. Mà chị trả cái mái tóc cũng đẹp hơn bình thường nữa đấy. Vậy em hả? Thích cái kiểu này hơn luôn á. Vậy hả? Mình khen nhau hoài kỳ không chị? Không có gì đâu kỳ, cứ khen đi em. Dạ quý vị ơi, lúc nào Việt Hương với Trương Thế Vinh đứng đây cũng mong muốn sẽ làm mai được một cặp là ít nhất, nhưng hôm nay em hy vọng là được hai cặp là vì hai cô gái xuất sắc. Trân trọng kính mời Băng Khuê, Khánh Linh. Xin mời. Phim trường phải không quý vị? Đặc biệt hôm nay anh Vinh còn đứng cạnh một bạn người nước ngoài. Chào em. Dạ em chào anh. Ôi nói tiếng Việt rõ ràng luôn đó. Sao lại là Khánh Linh nhỉ? Tên thật của em là Senya. Senya giống như xem nha đó. À Senya. Dạ. Em là người nước nào? Em là người Nga. Cái tên Khánh Linh đến với em như thế nào? Khi em mời qua Việt Nam á, em có một người bạn ở đây á. Người này á nhìn em giống như con của người ta, thì người ta đặt tên cho em. Đặt cho em một cái tên Việt Nam là dạ, Khánh Linh. Dạ đúng rồi. Bây giờ là 20 năm rồi em là Khánh Linh. Không biết là Khánh Linh năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? Em 30 rồi. 30 rồi. Giả rồi. Đâu có sao đâu. Buồn. Cô gái thích gam màu nóng như em, đôi khi chỉ vì bắt gặp một khoảnh khắc người ấy bật cười dưới nắng ấm, thế là rung động. Nhưng rồi hiện tại, chẳng còn vội vàng gấp gáp nhận yêu như những cảm xúc đầu đời. Cô gái hơi có chút thận trọng, hơi có chút tin vào lý trí như em, liệu có làm anh nhấn phím gọi để kết nối nhân duyên tại tần số tình yêu hôm nay? Tên thiệt của em hay là nghệ danh? Dạ tên thật của em luôn ạ. Tên đẹp quá vậy. Ba mẹ hay là ông bà nội ông bà ngoại đặt? Dạ bố em đặt. Về cảm ơn bố nha. Dạ. Đặt cái tên đẹp quá trời. Băng Khuê, bao nhiêu tuổi, làm nghề gì em? À, dạ em 30 tuổi. 30 tuổi. Hiện tại em đang là diễn viên ạ. Em diễn ở đâu? Cách đây hơn 4 năm thì em có tham gia phim truyền hình và phim điện ảnh. Và có diễn kịch ở sân khấu kịch Sài Gòn. Nhưng mà xong em có chút xíu chuyện gia đình nên em nghỉ cũng gần 5 năm rồi. Dạ. Em mới quay trở lại. Đó là cũng là cái nôi của chị. Yeah. Hồi đó chị diễn ở kịch Sài Gòn 7 năm. Dạ. Yeah. Năm 2003 thì chị mới rời đi. Đó, và sau đó là chắc là em vào diễn ha. Dạ. Yeah. 5 năm không quá dài, nhưng chẳng phải cũng đủ để gọi anh là mối tình của thanh xuân đấy sao? 5 năm chúng ta cùng nhau trưởng thành, nhưng cũng 5 năm chúng ta vì trưởng thành mà xa nhau. Cảm ơn anh vì đã đến với rời đi đúng thời điểm, để em trở thành Băng Khuê của ngày hôm nay, bình an và mạnh dạn tiến về phía trước, chủ động kiếm tìm tình yêu đời mình. Thôi thì còn nói gì nữa, trân trọng mời hai người đẹp về ghế của mình. Dạ, cảm ơn chị ạ. Quý vị thấy đó, Trương Thế Vinh mê gái đẹp, bỏ một mình Việt Hương. Dạ. Ủa? Em chưa giới thiệu chương trình vào giấc mà. À quên, vì lộn quá. Vô đây, mời hai em ngồi. Em thấy không, sức hút của hai em khủng khiếp lắm. Hãy nhớ là tần số tình yêu chúng tôi sẽ phát vào lúc 21:35 thứ sáu hàng tuần trên HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty truyền thông Bi thực hiện. Bây giờ chúng ta bắt đầu được chưa chị? Dạ được chứ anh. À, bắt đầu thôi. Dạ, mời trò chuyện. Và bây giờ là cái dòng đi tìm tần số, mời bốn bạn trai dưới kia. Nhìn cái dáng nó là thấy cũng cứng cứng rồi đó. À, tính đỉnh đạt rồi. Mời bạn số 1 giới thiệu về mình. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Trung Kiên, 33 tuổi. Hiện tại mình đang là ca sĩ. Dòng nhạc mình đang theo đuổi là dòng nhạc dân ca và giọng cổ. Hy vọng sau đêm nay mình sẽ tìm được một người bạn có thể cùng chia sẻ niềm vui trong cuộc sống ạ. Nếu mà gặp được người vừa ý là có cưới luôn chưa? Mình định là trong năm nay hoặc là năm sau mình sẽ cưới nếu mà tìm được một nôn người. Dữ vậy luôn đó hả? Rồi mời bạn số 2. Xin chào tất cả mọi người, mình là Cường Dân, năm nay mình 32 tuổi, quê ở Bình Định. Hiện tại là mình là diễn viên. Sau 32 năm và trải qua hai mối tình dang dở thì hôm nay mình rất hy vọng là sẽ có một mối tình được trọn vẹn hơn. Cảm ơn bạn.
Và bạn thứ ba, xin mời bạn. Xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Trần Quỳnh Lâm, mình năm nay 30 tuổi và mình đến từ Đồng Tháp. Công việc hiện tại của mình là ca sĩ. Dòng nhạc Quỳnh Lâm đang theo đuổi là dòng nhạc trữ tình. Thì ngoài sự ca hát thì Lâm còn rất thích đi du lịch. Qua chương trình hôm nay thì Lâm cũng rất muốn tìm được một bạn gái để cùng nhau đi khắp nơi và cùng nhau xây dựng một cuộc sống thật đẹp ạ. Toàn là diễn viên với ca sĩ thôi. Bây giờ chờ cái anh số 4 này coi có gì khác không nè. Xin mời bạn. Xin chào, mình tên là Văn Quý. Năm nay mình 35 tuổi. Công việc hiện tại mình là graphic designer và mình có tư vấn về bất động sản. Mình hy vọng sẽ tìm được cái tần số tình yêu phù hợp với mình. Tuyệt vời. Nghe qua bốn lời giới thiệu thì không biết Khánh Linh đang ấn tượng với cái lời giới thiệu nào nhất? Bốn anh này á, ai cũng có hai điểm tốt nên chắc em phải biết nhiều hơn về các bạn thì em mới ấn tượng được. Không như các cô gái trẻ mà tôi đã từng tư vấn mà cổ nói là chỉ nghe qua giọng thôi, muốn tìm hiểu thêm chứ không muốn nói ấn tượng với ai. Bây giờ Việt Hương xin mời ấp lưng của các bạn. Trời đất ơi, 30 tuổi trở lên rồi cho nên một màu đen thui hết trơn. Khánh Linh ấn tượng với cái ấp lưng nào? Điện thoại cuối cùng á, số 4. Dạ, tại vì bạn này nói là graphic designer thì kia những điện thoại thì thấy là và thấy là đúng về công việc của anh này. Và yeah, thật sự từ ngày xưa em cũng có học về design rồi 2D, 3D rồi làm website rồi vẽ, nhưng design trên máy tính thôi. Cũng thấy có một điểm cùng với anh số 4 đó. Ừ, hay hay ha. Còn Khuê, em thích cái nào? Em thì ấn tượng với cái số 2 hơn, tại vì em thích sự đơn giản và em thích những cái gam màu nó trầm trầm. Dạ trầm rồi. Bây giờ mời màn hình khóa đi ạ. Này đẹp nè, em ấn tượng với cái màn hình khóa nào? Vẫn là số 2 ạ. Tại sao? Có sự đơn giản nhưng mà rất là tinh tế. Số 2 ơi, tại sao em để đen tui vậy? Em thích cái gì nó đơn giản và nó hơi huyền bí một tí xíu. Khánh Linh. Dạ em thích số 1 tại vì em sắc xanh đi du lịch rồi. Đẹp phải không? Dạ. Số 1 ơi, cái tay đó có tay của em hả? Dạ tay này của em luôn ạ. Bàn tay vẫn chắc quá, em chụp ở đâu đó? Dạ cái này là em chụp ở Bình Thuận ạ. Ba con vịt đó chuẩn bị lên nồi hay sao vậy? Lên nồi hay sao vậy? À cái đó là chỉ vô tình lúc em ngắm mưa thôi ạ. À đó là phải thơ mộng. Thật sự nhìn đây thì không thấy mưa. Tới cái tuổi này giờ anh Vinh chỉ muốn ăn thôi. Nghĩ sao ta đang ngắm mưa thì anh nghĩ đây vịt quay. Rồi bây giờ đã ấn tượng với số 1, số 2 rồi. Cho nên tôi xin phép mở máy của bạn số 1. Có đọc báo buổi sáng nữa kìa. Em ơi, cái hình cô gái là cái gì vậy? Dạ cái đó là chuyện ngôn tình ạ. Không biết là hai bạn nữ ở đây có bạn nào thích đọc chuyện ngôn tình không ha? Em nè, em thích đọc sách. Ngày xưa thì em đọc rất nhiều sách, nhưng bây giờ cũng đi làm rồi và phải lo về nhiều chuyện khác nữa thì cũng không có nhiều thời gian lắm. Nhưng thật sự thì em rất thích đọc sách. Thường thì em đọc sách là em đọc thể loại nào? Tùy anh ơi, tại vì ngày xưa em thích đọc chuyện giống như ví dụ Harry Potter. Bây giờ thì em thích đọc chuyện lịch sử. Em có hay viết nhật ký hay không? Không, thật sự thì em thích viết, nhưng em nghĩ là em không đủ tài năng cho làm tốt. À, không đủ tài năng để viết cho lắm, nên là thôi mình ít viết lại. Dạ. Em muốn viết nhật ký của hai đứa mình sau này hay không? Của hai đứa mình sau này hay không? Từ từ, anh ơi, hai cô lận chân phải anh cô đâu mà gấp gáp ha. Bây giờ chúng ta cùng vào phần hình ảnh nha. Chà, anh này anh thích cây cối. Anh có yêu thiên nhiên không anh? Dạ có ạ, em là người miền Tây bởi vì sông nước. Thấy quá trời rau xanh nè, có hay nấu ăn không em? Dạ em cũng hay nấu ăn lắm, thằng tất cả rau này là rau ở vườn luôn ạ. Rồi cho chị coi rau ở vườn nhà em coi. Rau gì đây, bồ ngót? Dạ bồ ngót. Này gì? Lá cách với dấp cá. Hai bạn có thích ăn bánh xèo miền Tây không ạ? Dạ thật sự thì không, tại vì hơi béo em sao mập. Nhưng chắc nếu anh nào thì em sẽ ăn. Ờ đúng rồi, Khuê sao em? Dạ em cũng rất là thích ăn bánh xèo, tại vì em tâm hồn ăn uống lắm chị. Rồi nếu vậy dạ, cứ về nhà anh ăn thoải mái luôn nha. Dạ. Bộ em đổ bánh xèo ngon lắm hả? Dạ cái này mẹ em đổ ạ. Mẹ em đổ ạ. Trời, giới thiệu cho cô ha. Nếu như bạn không ngại có thể cho chúng tôi coi nhật ký cuộc gọi được không? Dạ được ạ. Không có tên nữ nữa hết. Các bạn nữ mình thường sử dụng điện thoại để mình gọi cho ai để mình tâm sự nhiều nhất? Khuê, em thường tâm sự với ai nhất? Em thì tâm sự trực tiếp chứ không có gọi điện thoại. Trực tiếp thì thường tâm sự với ai? Em tâm sự với mẹ và em gái, tại vì em đang ở chung với mẹ và em gái của em. Dạ. Cho anh hỏi Khuê là bố của em ở đâu ạ? Dạ, bố của em qua đời được một thời gian rồi ạ. À.
Khánh Linh thường tâm sự với ai? Bình thường em cũng không thích gói, thì em sẽ gửi tin nhắn. Một là em sẽ nói chuyện với gia đình của em, tại vì gia đình của em không còn ở đây, ở nước ngoài. Rồi hai, em sẽ gửi tin nhắn về công việc thôi. Ở đây hai bạn mình có thích nghe nhạc không ạ? Dạ có, em rất là thích. Em thì đang tập tành để mà trở thành một cô ca sĩ, cho nên là cũng... Dòng nhạc? Dạ, bolero ạ. Vậy em phải hát liền để chị coi tập tành được không? Hôm chia tay chiều chủ nhật, anh mong rằng tuần sau anh tới. Hãy một nụ hoa xinh xinh màu tím tím, anh cài lên mái tóc thề. Trời đất ơi, không biết là hai bạn nữ mình thích gu bạn trai như thế nào ạ? Em thích người đang ngồm cho gia đình và biết lỗi cho gia đình và hiểu em. Tại vì thật sự thì hiểu em rất là khó. Em cũng không được hiểu bản thân của em á. Nếu anh hiểu được thì anh giỏi. Còn hên thì cao hay mập hay cái gì thì không sao hết. Không cần ngoại hình, phải được hiểu được cô Linh. Còn Khuê? Em thì em cần một người đàn ông chung thủy. Ngoại hình? Em không quan trọng điều đó. Tại vì theo như những người đàn ông mà em từng gặp, họ có một chút xíu ngoại hình thì không được chung thủy cho lắm. Đẹp như Trương Thế Vinh là không được chung thủy cho lắm. Em không phải nói tất cả, nhưng mà có nghĩa là em đã gặp. Vậy giờ cho chị hỏi ngược lại Khuê. Chị nhìn gần nhìn xa gì cũng thấy em rất là xinh đẹp. Từ đó giờ chưa có mối tình dắt dây thật không đúng. Nhưng mà em lại trả lời là cần một người đàn ông chung thủy. Em đã đổ vỡ lần nào về hôn nhân chưa, hay là đổ vỡ về tình yêu chưa? Dạ em đổ vỡ về tình yêu rồi. Tình đó. Yêu thôi. Hơn một năm vừa rồi em cảm giác sợ hãi. Vấn đề là mình chờ tới cái duyên của mình. Dạ. Mình gặp đúng người thì mình sẽ được cái hạnh phúc nó lâu bền. Dạ. Thôi. Cảm ơn màn hình thứ nhất. Mời màn hình thứ hai cũng là một màu tối đen. Cho chị xem hình ảnh đi. Má mi em hả? Dạ. Cái này là em đi diễn về khuya thì em có ghé ở đường Phan Đình Phùng. Em có thấy bà 11 giờ đêm nhưng mà bà vẫn bán cháo sườn. Mà công nhận cháo sườn bà rất là ngon. Em chụp lại để mà em chia sẻ trên mạng. Thì có bạn nào mà có đi ngang thì ghé và ủng hộ bà. Dạ, rồi. Cảm ơn em. Một con người khá là tốt bụng đây. Rồi kéo lên tiếp nè. Cái này là cảnh ở đường vào nhà em. À, đường làng vào nhà em đó. Đẹp quá vậy. Trời, có hoa dại thì cưng ai vậy? Dạ mẹ. Mẹ có cái mâm nhìn trước ngon vậy mẹ. Tết vừa rồi hai mẹ con xẻ bánh tét mẹ làm ăn. À, coi bộ đi du lịch cũng nhiều ha, thấy quá trời cảnh kìa. Đúng rồi, công việc của em thì đi diễn ở tỉnh rất là nhiều. Thì không biết là hai bạn nữ ở đây có muốn đi theo du lịch với mình không ạ? Dạ em rất là thích đi du lịch. Rất thích đi du lịch. Khánh Linh ơi, có thích đi du lịch không? Dạ, thật sự thì em có tham gia rất nhiều chương trình về văn hóa của Việt Nam. Cũng đi rất nhiều nói rồi. Thật sự thì em rất thích. Em nghĩ là nếu anh đi và anh cho phép em đi theo thì em sẽ thấy rất hạnh phúc. Vậy cho mình hỏi bạn là ở Việt Nam mình thì bạn thấy món ăn Việt Nam nào hợp và đặc sắc nhất với bạn? Dạ, em rất thích đồ ăn ở Việt Nam. Nhiều nhất em thích ăn ốc. Thì ví dụ mấy mốt anh quen em á, nếu anh làm cái gì sai, anh làm em buông, anh chỉ cần cho em đi ăn ốc là được rồi. Vậy em có muốn về Bình Định để đi bắt ốc với anh không? À... Bình Định anh rất là nhiều ốc, ốc hút và ốc đá. Ốc đá thì lên núi, ốc hút thì xuống ruộng. Dạ. Đi luôn. Đi luôn thôi. Rất sẵn sàng. Mời màn hình số 3, cảm ơn màn hình số 2 ạ. Khánh Linh đây, em muốn vào đâu trong cái điện thoại này? Em chưa muốn vào chỗ nào hết, nhưng em muốn hỏi, em thấy anh có app làm tấm hình đẹp thì không biết anh thích selfie hay sao? Cái app này là lúc mua nó cũng tải sẵn rồi, anh chụp bình thường. Nhưng khi nào nó xấu là mình mới dùng tới nó thôi. Nhưng khi anh chụp cái gì đó thì anh sẽ thích chụp selfie hay chụp hình đồ ăn hay nói đẹp hay gia đình của anh. Anh thường thích chụp cảnh. Thì đây là cảnh dưới quê mà. Chà, hình này đẹp nè. Có hình ăn uống cha mẹ gia đình gì không? Trời ơi, giờ này đưa mấy cái thứ ra. Bỏ đi, trời ơi, em đói quá, sắp xíu rồi, qua đi. Khánh Linh là thích ăn ốc lắm á, đừng có đưa ốc vào nữa. Anh ơi, anh rất ít nói. Thật sự em rất thích người đang ngôn ít nói. Em thích anh rồi đó. Vâng, anh cảm ơn em. Anh chỉ thích làm, không thích nói. Nghề của anh nó bắt nói nhiều em ơi. Nói nhiều tội. Dinh rớt nữa, nghề MC mà không nói là chết rồi. Tương lai tối hù nữa. Bây giờ cái anh nó vô tầm ngắm của bé Khánh Linh rồi.
Thôi thì cúp màn hình số 3, mời màn hình số 4. Bạn ơi, cái điện thoại của bạn nó chỉ vậy thôi hả? Em thích sự đơn giản. Tối giản vậy luôn hả? Dạ. Rồi cái menu có cái gì trong đó hay là cũng tối giản luôn? Những cái gì mà em thường dùng hàng ngày thì em mới để thôi. Bạn thường xài nhất là cái gì bạn số 4? Em thường xài nhất là Viber. Em gọi cho ai? Không, Viber em làm việc công ty thôi. Thì ở đó hay cập nhật thông tin lên thì em xem. Cái chuyên ngành của bạn là bạn làm gì ạ? Lúc trước thì em học bên thiết kế, nhưng mà em có làm thêm về bất động sản á. Hôm nay rất là đặc biệt, bốn chàng trai có mặt ngày hôm nay cũng là tuổi thành gia lập thất hết rồi, cho nên Việt Hương rất là nóng lòng để biết sự ấn tượng nhất của hai cô gái rất là xinh xắn ngồi ở đây. Mời các bạn giải lao trong vòng ít phút, chúng tôi sẽ trở lại ngay. Là lúc hai cô gái của chúng tôi sẽ nói lên là họ đã ấn tượng với chàng trai nào nhất. Đây chưa phải là một cái quyết định, đây chỉ là một cái sự ấn tượng thôi. Dạ. Cái ấn tượng là trong mấy cái người này thì tôi có vẻ tôi thích cái anh này trò chuyện hơn những người còn lại thôi. Dạ, anh nào cũng giỏi, anh nào cũng có cái gì đặc biệt. Nhưng với em có thể em muốn tìm hiểu nhiều hơn về chàng trai số 2. Chàng trai số 2. Xin mời đèn của số 2. Rồi Băng Khuê. Em lại ấn tượng với bạn Trung Kiên. Dạ mời số 1. Còn riêng em, cho em nói chung nha. Dạ. Em vẫn thấy là cái anh chàng ở vị trí số 4 này ở tuổi 35 thì có vẻ là cũng rất là nghiêm túc. Và em muốn dành cho anh một cái phần trình bày nữa. Là giữ lại anh số 4. Mời đàn của anh số 4. Dạ em có chồng rồi, em không có nhu cầu giữ ai, cho nên ai muốn giữ ai cũng được hết. Dạ, bây giờ em mời gặp gỡ anh số 3. Ước gì thế gian này đừng nhỏ bé đến thế, để những lúc yếu lòng ngồi một góc quán quen, uống một ly cà phê quen vị, chẳng thể bất chợt gặp người quen và cũng không gọi về những buồn vui xưa cũ. Không trốn tránh cũng chẳng hờn giận, chỉ đơn giản là vì cảm thấy bản thân đã đủ bình yên để bắt đầu một hành trình cảm xúc mới. Nhưng có lẽ hành trình ấy chưa thể bắt đầu được rồi. Chắc chị không cần phải giới thiệu với em đâu là Băng Khuê và đâu là Khánh Linh đâu phải không? Bạn này là Khánh Linh. Dạ đúng rồi. Đây là Khuê. Nhưng mà khi em bước ra em ấn tượng nha. Dạ em ấn tượng với bạn Khuê. Gái Việt Nam. Dạ đúng. Đúng không? Tóc dài và tóc của bạn có đẹp lắm nha. Vậy hai bạn ấn tượng với bạn số 3 như thế nào? Đẹp trai phong độ quá. Đẹp trai phong độ quá. Khánh Linh. Cao đẹp trai biết nói chuyện hay. Đặc biệt Quỳnh Lâm trước khi ra về hát tặng bài được không? Dạ được. Mời hát tặng cho hai người đẹp ở trên đó. Anh xin mời em đi về miền quê xa lắng lơ, nơi quê hương anh có hàng dừa xanh, có ngàn câu hò thầm tình dân tộc. Bao năm vất vả mưa nắng ngược xuôi, qua bao ngày thơ kỷ niệm mộng mơ anh đã ghi. Bao nhiêu năm qua chẳng về làng quê, chắc ngoài đã già tóc bạc da mồ. Ôi thương làm sao lưng ngoài đã cùng vì thời gian, quê hương đời đời câu hát ngọt lời anh vui sống lại như mong. Cảm ơn em. Rồi và chúc em thành công trong công việc nha. Dạ xin cảm ơn. Và may mắn trong tình yêu nữa. Dạ xin cảm ơn chị. Dạ. We'll be right back.
bây giờ sẽ là phần thử thách. Nhưng mà lần đầu tiên chương trình Tần Số Tình Yêu, các bạn đều bóc thử thách về ứng xử một tình huống. Chị sẽ hỗ trợ tụi em, bất kể chị diễn gì hay nói gì, chị là diễn viên, cho nên chị có thể làm khó tụi em, hoặc là chị sẽ nói những câu không đẹp lòng tụi em nha. Nhưng nhiệm vụ của tụi em phải làm bằng cách nào và gỡ cái tình huống này ngặt quá tụi em trả lời không được, thì bên cạnh đó còn có anh Trương Thế Vinh giúp cho tụi em, cho nên tụi em yên tâm nha. Đồng ý không ạ? Dạ đồng ý ạ. Đồng ý ạ. Mời ba bạn. Cậu tên gì ta? Dạ con chào bác, con tên Trung Kiên ạ. Cái gì mới nói gì? Dạ con chào bác. Cái gì vậy trời? Nghe một cái như ai lấy nước tán vô mặt tôi vậy trời. Tôi nhìn cỡ nào mấy cô mấy chú? Nói lại một câu coi. Dạ em chào chị bác. Chào chị bác là sao? Là bác là vẫn là gia bác, nhưng mà chị còn trẻ quá, bây giờ kêu bằng chị. Trời đất ơi, tào lao hết sức luôn vậy. Cậu là cậu Kiên phải không? Dạ. Cậu quen đâu là bạn với lại Khuê với Linh nhà tôi đúng không? Dạ. Một trong hai đứa đúng không? Dạ. Bự ngáo mắt ghét. Xin giới thiệu với cậu, tôi là chị của Khuê với lại chị của Linh. Tôi trẻ đẹp nhất shop, đẹp hơn hai đứa đó đó. Dạ em chào chị đẹp. Nghĩ sao kêu bằng bác, giận dễ sợ. Giận thiệt không uống nước luôn vậy đó. Bây giờ có ai rót cũng không uống nữa thiệt luôn. Giận dễ sợ luôn. Bớt giận đi chị, giận nó có nhiều nếp nhăn lắm. Trời đất ơi, cái này á là thiết kế chơi cậu rồi. Thay vì nó đổ miếng nước vô đi, không có một giọt nước cho thằng nhỏ. Rồi sao nhỏ đó qua đó làm rễ. Dạ cái này coi như là tấm lòng của em hả chị? Tấm lòng. Dạ. Đây nè, có người giả dối ghê nơi không? Uống nước mà không có một giọt vậy mà nói tấm lòng. Rồi đi qua thăm gia đình tôi trên tay, chứ không phải xách cái gì chứ đi tay không vậy sao? Dạ nếu mà đến đây thì em chỉ đem theo một cái đặc sản của miền Tây. Là cái gì? Dạ đó là đặc sản gì giọng cổ ạ. Ra đứng ngay giữa đó hát cho tôi nghe câu giọng cổ nghe được. Dạ. Tôi cho ngồi. Trời giá lạnh giữa đêm mưa, một mình trên phố vắng, tôi đi tìm ai mà tâm tư chịu nặng, tôi đi tìm ai mà chết lặng bước chân mình. Được chưa chị? Hết hả? Hết hả? Trời đang phơi, hiểu không? Đang như là sắp sửa được rồi đó. Rồi hết ngang vậy đó hả? Cứ nghe lại nghe. Hát gì giọng hay dữ à? Dạ tại mới uống nước dừa. Mới uống nước dừa mà đẹp trai quá. Mới xoay qua cái cặp này thôi là thấy đẹp trai. Chị là chị khoái cái lương lắm. Dạ. Cái giọng cổ mà chị ca không được. Linh á, với anh Quê đi chợ chưa về. Má thì qua nhà cậu hai chơi rồi, có mình chị hai ở nhà thôi. Cho nên thôi chị bảo kê cho em. Nhưng mà lát cậu hai về, cậu hai cũng khó lắm. Chị có điều giờ ngồi đây, nhưng mà chị nghe cái chuông tấn tưng ở ngoài cửa, không biết ai kiếm, không biết phải bạn của Linh Quê không. Thôi ngồi đây chơi đi, chị kêu vô coi coi vụ gì hen. Ủa ai bấm chuông vậy, vô đi. Nhà ra đây ngồi cưng. Dạ. Ai vậy, vô. Đẹp trai nữa. Đẹp trai nữa, đeo mặt nạ nữa. Dạ em chào chị hai. Thằng lanh lẹ, vô thấy đẹp kêu chị hai liền. Hôm nay chị hai mặc bộ đồ hường đẹp quá chị hai. Được nữa. Dạ chị hai ngồi. Dạ nhà em bớt mời. Dạ. Dạ. Dạ em thấy chị hai đứng em sợ chị hai mỏi giò. Dạ yên tâm, giò tôi ngắn là không có mỏi. Rồi cậu qua đây làm gì? Dạ em muốn gặp Linh. Để làm chi? Rủ Linh uống cà phê. Không có rảnh, nhà tôi không có cho con gái đi uống cà phê. Cậu chị hai nay có tóc đẹp chị hai. Khỏi khen, cả xóm này tôi đẹp nhất. Linh Duyên Khuê cất. Linh Duyên Khuê cất. Dạ chị hai đi đâu ăn mặc đẹp chị hai? Ở nhà thôi cũng đẹp, ra đường thứ gì chịu nổi tôi. Dạ. Là bạn trai nó phải không? Dạ. Bạn trai. Dạ bạn trai của Linh. Trời xin lỗi cậu nè, cậu nhìn qua cái cánh trái nè. Cậu thấy chưa, phong độ đẹp trai hồi nãy cách bức tường đâu thấy được. Hồi nãy người ta bước vô, người ta hát câu giọng cổ tặng tôi liền. Dạ mấy đứa đẹp trai mà hát hay nó hay đào hoa lắm chị thì hai. Thì bởi vậy. Dạ. Ai nói đẹp trai đào hoa. Chết cha ông về tới. Cái gì vậy? Đây là cậu tôi, bị già chưa lấy vợ. Dạ, chào cậu. Mời cậu ngồi. Dạ, cậu ngồi. Không biết cậu. Mời cậu dạ, chưa? Cậu dạ, mời cậu ngồi.
Trai hát hay là đào hoa hả? Dạ, con nói cái người bên tay trái cậu hai. Quá đấy rồi. Dạ. Bữa nay tôi vô nhà tôi chưa thấy gì là thấy cô rủ hai cậu con trai về đây. Dạ không có, hai này nó mà lấy con là con lấy lâu rồi. Hả? Hai này vô lấy bé Linh bé Quê. Con vẫn ế trường tồn, định lấy mấy quay phim mà nó không chịu. Cưới con nhà mình đúng không? Đâu đứa nào? Mà nãy hát câu giọng cổ hay, con duyệt rồi, con nói để lát dạng nói với má. À. Còn này quá xạo xạo mặt lắm lắm lét. Qua đây, qua đây. Biết hát với ca gì cậu không? Thích đứa nào của nhà tôi? Dạ thích Linh. Có cái gì qua đây mà đi để đi tay không qua đó cậu, đi tay không qua không? Đi tay không qua, dạ. Không mang gì hết. Dạ không, con để quà ở ngoài xe rồi lát con mời gia đình mình ăn tối rồi con bộ cậu tướng mời là tôi đi hả? Dạ Linh nói cậu đẹp trai mà dễ thương lắm, hiền lắm. Nó nói sao? Cậu ham ăn á cậu. Dạ. Bây giờ có biết hát hò gì không? Dạ con hát không được hay nhưng mà con làm giỏi. Làm gì ạ? Dạ con làm chồng giỏi. Bây giờ cậu nói tôi nghe, một người chồng giỏi là một người chồng như thế nào? Biết quan tâm, hiểu ý vợ và chăm sóc gia đình. Ôi, cái đó ai cũng làm được ông ơi. Thôi, bây giờ ra đây, có sức khỏe không? Dạ có. Hết dạ, đất một cái. Hết đất, hết một tay á. Hết một tay. Ham gái cho cực hay không? Đó, ham gái cho khổ thấy không? Ham gái cho cực hay không? Ồ, này có chơi thể thao thiệt ta. Dữ á. Dữ à. Quéo quéo rồi, quéo rồi. Thôi đứng dậy. Cho mặt đỏ kè vậy. Con mới mệt. Anh đừng có nói gì hết trơn, anh để đây em chăm sóc. Mời ly nước kiểu tấm lòng đi. Dạ. Ly nước tấm lòng. Đây nè, nước tấm lòng. Dạ, cảm ơn chị hai. Dạ. Nói thiệt cái cậu là sau khi hít đất xong thì không biết chàng trai này làm sao, nhưng mà vô gặp hai cậu cháu mình mà người ta chịu và làm vậy thôi cũng được rồi. Được. Mà sao con ngồi đây con nghe có bấm chuông ngoài nữa cậu? Ai hả? À? Nhà mình đây làm như bán vé vậy đó. Mời vô. Ai vậy? À, mẹ gọi con. Cái gì? Mẹ gọi con. Cái gì? Ai mẹ gì gọi con gì? Mẹ nuôi. Ai nuôi ông rồi nào? Ông biết tôi là ai và đây là ai không? Ông kêu mẹ nuôi được em. À, đây là cậu nuôi. Cậu nuôi. Còn đây ai? Là cháu tôi nè. Cháu hả? Cháu gì sao nhìn sâu thấy dạ. Anh nhìn thấy sao? Nhìn sao? Dạ, không dám nhìn luôn. Thông minh được, không dám nhìn được. Đi qua đi thu tiền điện hay gì? Đi cán ghế. Thích Khuê hay thích Linh? Dạ, thích Khuê hơn. Bên kia là ta hát câu giọng cổ mà đẹp trai nữa. Nhưng mà em nhảy giỏi. À, được. Mở nhạc nhảy cái coi. Vô. Action. Thả tim. Ông có duyên nè. Tôi đang định kêu tôi ngồi tôi thử qua tôi chức mở nhạc. Ông tự nói rồi nhảy rồi đó hả? Nhảy rồi. Dạ tôi lạy hồn, làm ơn nhảy lại lần nữa coi. Giờ nhảy robot đi. Rồi. Đó có nhạc kìa, đó có nhạc. Đi quyền đó hả? Đi quyền rồi còn quỳ xuống. Dạ. Em làm nghề gì? Dạ em bên thiết kế. Làm thiết kế luôn, đừng bao giờ đi nhảy nghe không cưng. Có nhà cho Khuê về ở không? Có. Có sẵn hay mướn? Có sẵn. Có xe chở Khuê đi hát không? Xe máy. Xe máy được rồi. Đồng ý cho Khuê hát không? Đồng ý luôn. Tại em đang học hát nè. Vậy hả? Bây giờ hát một câu đi kể cho. Đẹp trai lần giờ ngang nhau rồi, bị cái duyên có đẩy qua cái đẹp, hát một cái là dứt nọc. Hát nhạc đáng trường được. Đáng trường được. Đáng trường được. Lòng anh cho kêu em lâu rồi mà chưa dám nói câu mong chờ. Hết. Có duyên không biết không, nhưng mà hứa với chị. Dạ. Đừng có đi nhảy, cũng đừng có đi hát. Để yên đó hát cho Khuê nghe, nhảy cho Khuê coi thôi, múa võ cho Khuê thôi. Yeah. Đừng có làm cái điều đó bán vé. Yeah. Cái mỏ hát kỳ lắm. Rồi giờ vô đây ngồi luôn, ba đứa vô đây ngồi. Quý, yeah. Cậu có biết là cậu đang ngồi kế bên tình địch của cậu không? Đây không phải là tình địch. Chứ ai? Đây là đối thủ. Một câu cho đối thủ bỏ về coi. Đẹp trai quá. Đẹp trai quá. Ông tàu lao, làm lại rồi. 2, 3, vô. Còn hát hay quá. Câu cuối. Về. Mới về có được giỏi à. Chị đẹp trai nữa. Tao về. Tao về.
Qua tay bên này đi. Đó bên này. Cạo râu đi. Bạn là Khuê, còn mình là Linh. Còn có râu hay không râu cũng có liên quan nhau. Thôi về đi. Trời ơi. Về chung á. Mấy đứa qua đây là tranh giành con gái nhà tôi hay là nhường nhìn đùn đẩy nhau vậy? Cái này gọi là tôn trọng đối thủ á. Rồi có tôn trọng con gái nhà tôi không? Dạ con chắc được rồi đó cậu. Ai nói? Dạ tại vì con chỉ có Linh thôi, còn hai cái này nó tranh kia. Con có đối thủ. Được rồi. Trả lời chị không? Trả lời gan ngược vậy chứ. Ba em nó tới làm quá, giờ con đâu biết giải quyết sao. Thôi thì chờ má em về quyết định coi bé Linh với bé Khuê sẽ lấy ai. Chờ trong vài phút nha. Phần thử thách thú vị vừa rồi thì hai bạn có thêm phần ấn tượng nào không? Là dành cho ai? Em chọn ảnh số 2. Ok. Còn Khuê nè, bạn ấn tượng với người nào? Dạ, em ấn tượng với anh Quý ạ. Cái anh dễ thương à. Số 4. Chưa có tới hôn nhân kịp liền tại các bạn. Mới quá, tôi không có dám khuyên câu đó. Nhưng mà quen của cái người này thì rất là thú vị. Dạ. Yeah. Tại vì có thể người ta không giàu, nhưng mà mỗi ngày người ta sẽ làm cho mình vui. Còn anh Trung Kiên kia, ảnh hiền quá, ảnh lành lặn quá. Thật sự thì theo em á nha, bạn Kiên thì bạn sẽ phải phù hợp với một người phụ nữ cái tính khác, cái cá tính nọ phải mạnh hơn. Mạnh mẽ. Ông Kiên này ông phải lấy tôi nè. Chính xác, cái tính cái phải tính như chị Hương. Phải lấy cái người mà cứng tính như Hương. Kiên đừng buồn Hương nha. Em phải lấy một người mạnh mẽ, có nghĩa là bao quát hết luôn. Cho nên mời giữ lại đèn của anh số 4. Trước khi chào bạn Kiên thì mời hai bạn gái lên sân khấu, quay mặt ngược lại đây để tất cả khán giả được chiêm ngưỡng hình ảnh thiệt của ba anh chàng. Mời hai em lên sân khấu. Được quay lại ha. Mời ba màn hình. Quý xuất sắc, đẹp trai quá Quý ơi. Ai xuống mặc bộ đồ chụp tấm hình vậy? Đi họp da đúng không? Dạ. Số 4 sao? Số 2 sao? Số 1 sao? Tắt ba tấm hình, hai bạn về chỗ. Mời Trung Kiên à. Trời ơi đẹp trai quá trời. Đâu phải riêng thời gian, vấp ngã trong tình cảm cũng khiến bản thân trở thành một con người hoàn toàn khác. Không phải thay đổi, mà tự cảm nhận mình trưởng thành hơn những ngày trước đó. Trưởng thành nên phải chờ đợi khá lâu trước khi quyết định mở lòng. Trưởng thành nên nào dám ngộ nhận tình yêu chỉ sau vài phút trò chuyện. Có điều trưởng thành của anh vẫn chưa đủ để một cô gái cá tính như em tựa vào rồi. Sao không đi làm kép cái lương luôn, lại hát cái lương hay nữa. Dạ hiện tại thì em cũng đang theo đoàn cái lương ạ. À vậy hả? Thôi lấy tên là gì? Dạ là Trung Kiên luôn ạ. Nhạc bolero được không? Dạ cũng được chút. Hát tặng giao lưu trước khi ra về coi. Dạ. Giọt cà phê đầu tiên rơi trong đáy ly sầu, và mùa xuân cùng rơi theo trên xứ lạ quê đâu. Giọt cà phê đầu tiên đắng tâm hồn người tha phương, dù cà phê đậm hương. Cái bạn này bạn hát bạn thả hết cái tâm hồn bạn vào, một câu cũng thả, thích dễ sợ. Nhưng mà quan trọng là hai bạn gái của mình. Mời Khánh Linh, sau khi nghe bạn hát xong, nhìn thấy bạn không có đeo mặt nạ, Linh thấy sao? À, rất đẹp trai, hát rất hay, nhìn chưa phù hợp lắm và chắc sẽ phù hợp nhiều hơn mọi người khác. Đúng rồi, sẽ rất là nhiều bạn ở dưới đây và đang xem tivi mê lắm. Bà kia bà gật lia lịa luôn rồi, chần xỉu luôn giờ. Cảm ơn Trung Kiên đã có mặt ngày hôm nay. Bây giờ là phần quan trọng, bí mật của nàng. Chúng ta sẽ khám phá hai chiếc điện thoại của hai cô gái xinh đẹp. Mời.
phê cho phép chị xem cái màn hình điện thoại chờ của em được không? Ai vậy? Dạ mẹ của em ạ. Mẹ đẹp, đẻ con đẹp, chào mẹ, về gửi lời giùm chị nha. Dạ. Dạ mẹ đẹp quá. Ơ mối hoa đâu vậy ta? Mới sinh nhật mẹ em và em tặng hoa cho mẹ. À vậy hả? Cho chị coi một tí hình ảnh của em được không? Dạ được ạ. Ủa vui quá nè. Em với em gái em có một chuyến từ thiện ở trên Đà Lạt mới vừa rồi, xong rồi kết hợp đi chơi luôn ạ. Em gái của em. Có ba mẹ con? À dạ không, bé này là hỗ trợ về phần make up của em mỗi lần em có sự không, chị nói là giờ nhà em là có ba dạ, mẹ con. Dạ đúng rồi ạ. Dạ. Dạ. Trước đây em làm gì? À, trước đây em là diễn viên ạ. Rồi tại sao em không làm tiếp? Lúc đó là em có quen bạn trai. Em có đi casting một cái phim truyền hình và một phim điện ảnh. Thì lúc đó em được trúng vai chính của cả hai phim đó luôn. Thì nó hơi cực khổ là em phải chạy hai phim cùng lúc, nên người bạn của em thấy làm nghệ thuật cực quá, áp lực từ cái người bạn mà em quen, nên em rồi và ngưng lại bao lâu? Gần 5 năm ạ. Trời ơi, cả cái thanh xuân của em. Dạ đúng, cả thanh xuân. Chị xin lỗi em, em quay trở lại, em sẽ không được đóng vai chính nữa. Dạ đúng. Tại vì bắt đầu đóng vai chị. Dạ. Vai thứ rồi. Nên sự trở lại này của em đó là một cái sự rất khó khăn. Dạ. Anh đã có một giai đoạn gần như vậy, khoảng 3 năm và anh cũng không có tiếp tục, anh tránh né cái sân khấu. Vinh còn nói với chị là thay vì cái đường đi ngang qua sân khấu, Vinh đi đường khác. Dạ. Để không nhìn thấy cái sân khấu. Em cũng vậy. Khi mà những bộ phim điện ảnh mà được công chiếu đến rạp là em đấu tranh rất là dữ dội, em có nên đến rạp để đi xem bộ phim đó hay không. Nhưng anh đã trở lại và anh mạnh mẽ hơn xưa. Cho nên á, em nghĩ là không có gì là khó, tại vì bây giờ bạn ấy bạn biết bạn muốn cái gì rồi. Có cái hình đẹp quá. Cái gì vậy? Vương miệng gì ạ? Thi gì vậy em? Hoa hậu gì vậy? Em thi Hoa hậu Phụ nữ Toàn cầu ở Pháp ạ. Năm nào? Dạ năm ngoái ạ. Được giải gì? Dạ Hoa hậu ạ. Zoom nhẹ lên cái em ơi. Nữa. Ờ đó dừng. U cho chết rồi. Mệt. Quý mệt nữa. Chuyển người hai chị hơn. Chuyển đi chứ giờ để ngắm hoài. Chuyển qua Khánh Linh đi. Khánh Linh ơi, dạ. Cho chị xin phép xem màn hình em nha. Dạ. Trời ơi đẹp quá vậy. Trời ơi cưng quá à. Hình này bạn chụp lâu chưa? 3 tuần trước. 3 tuần trước. Dạ. Wow hình đẹp quá. Bạn cho phép chương trình vào cái mục menu thói quen của bạn hay xài những cái phần mềm nào? Bạn thích xem phim ha? Dạ. Bạn thích đi xe bus? Không phải là thích, nhưng thấy an toàn và an toàn cũng được. Em chụp hình đẹp quá, cho chị cho vài tấm hình em trước được không? À, dạ. À, xin hình trước đi ha. Dễ thương dạ. Quá kìa. À, cái này em đi Dallas. Thật sự thì em rất thích đi Dallas. Em đi Dallas được 4 lần rồi. Đi Đà Lạt nha quý vị, còn Dallas là bên Mỹ. Dạ. Dạ không, Dallas thôi, Dallas của mình mà. Dạ, đi Đà Lạt ở chỗ của nước mình đó, đẹp vậy đó quý vị ơi. Rồi bạn tham gia hình như là cái lớp học hay là cái gì nhỉ? Tại vì em cũng đi đi dạy dạy tiếng Anh. À. Và cái này là nhỏ của lớp, em á. Lớp nhỏ ha. Dạ. Bao nhiêu tuổi bạn? Dạ nhỏ nhất thì từ 1 tuổi, lớn nhất thì bạn tối chị cũng có, lớn hơn chị cũng có. Oh, bạn rất yêu động vật. Dạ, nên là con chó ốm nè. Bao lâu rồi bạn chưa có yêu ai nhỉ? Cũng lâu lắm rồi, tại vì thật sự thì tình yêu thật sự của em là tình yêu đầu tiên khi em còn học sinh 10 lớp 11. Còn sau đó khi em chia tay em cảm thấy rất là buồn, thì em quen một người khác nhưng chỗ bỏ người đầu tiên đó, ý là lắp chỗ trống thôi. Đúng rồi. Rồi sau đó em quen một người nữa, bạn bè học với nhau thôi, nhưng em thấy anh này rất là cố gắng và làm tất cả cho em, thì từ từ em cũng chấp nhận. Nhưng cuối cùng em thấy cũng mình không phù hợp. Anh đó là người Nga luôn hay là người? Dạ không, em chưa bây giờ quen người nước ngoài, em chỉ quen người Việt Nam thôi. À anh đó là người Việt Nam. Dạ, nhưng anh này từ miền Bắc, Đắng Sâm và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì không biết là bạn đã sẵn sàng để chấp nhận người khác hay chưa? Cũng qua thời gian rất là lâu rồi, thì bây giờ chắc chắn là em sắc sáng cho trái tim của em, cơ hội cho bản thân em thử một lần nữa. Dạ, bây giờ là giây phút cho hai bạn trai bên trong sẽ được khám phá hai cái điện thoại này. Trong lúc đó chúng ta nghỉ giây lao trong vòng ít phút.
là phần quan trọng nhất. Hai bạn nam sau khi xem điện thoại, sau khi lắng nghe những cái chia sẻ, và bạn sẽ là người quyết định gọi hay không gọi cho hai bạn nữ. Mời hai bạn nữ theo mình. Xin mời. Cầm điện thoại theo nha. Và bây giờ là giờ phút quan trọng nhất của ông Mai bà Mối. Lúc nào cũng chờ giây phút này rộn ràng giống như là sắp gọi cho em vậy. Chắc gần hơn trước đi ha. Dạ. Em tự gì nói em đưa điện thoại ra chứ. Không ai gọi cho em đâu Vinh à. Có chị gọi cho em thôi. À có mẹ gọi. Và bây giờ mời Khuê dơ cái điện thoại ra đằng trước. Quý suy nghĩ thật kỹ. Mặt kỳ, mặt sắp có vợ rồi. Cười lên cơ. Suy nghĩ thật kỹ coi có gọi cho người ta không. Rồi mời em. 10 Em có quen bạn trai gần 5 năm ạ. Trời ơi, cả cái thanh xuân của em. Dạ đúng, cả thanh xuân. Bạn của em thấy làm nghệ thuật cực quá, áp lực từ cái người bạn mà em quen nên em... Rồi và ngưng lại. Alo đi em. Alo, có phải Khuê phải không ạ? À? Dạ đúng rồi ạ. À, anh là anh Quý thì... nghe được cái câu chuyện em kể, tình cảm cũng như sự nghiệp của em á, anh hứa là mình sẽ là một phía sau của một người con gái thành đạt. Chúc em hạnh phúc. Thằng ra nói cúp máy đi, xin người ta nắm tay được không? Nhìn thẳng vô mắt coi. Em có cho phép mình nắm tay của em không? Em đẹp quá. Em là hoa hậu của lòng anh. Em là hoa hậu của lòng anh. Bên trong của em đang thiếu tình yêu thương, thì anh hiểu được điều đó và anh sẽ chữa lành. Em không biết nói gì nữa chị. Lao bằng mắt em. Lao bằng gì? Lao bằng gì? Thương quá à. Anh không phải là tự người để lao cho em, mà anh chỉ đưa cái khăn cho em tự lao. Tại vì anh không thể lúc nào cũng bên cạnh em, chỉ có động viên em về tinh thần và tự em đứng dậy để em thành đạt thôi. Wow, hay quá. Một tấm chân thành à. Cũng khá lâu rồi mình mới nghe được một cái lời lẽ mà nó chân thành như vậy. Đã thành công một cặp rồi, chúng ta sẽ chờ đợi cặp thứ hai ha. À, Khánh Linh ơi. Dạ, anh ơi. Anh có cho em đi ăn ốc không ạ? Anh rất sẵn lòng. 10 Nếu anh làm cái gì sai, anh làm em buông, anh chỉ cần cho em đi ăn ốc là được rồi. Vậy em có muốn về Bình Định để đi bắt ốc với anh không? Đi luôn thôi. Alo đi. Dạ alo em nghe ạ. Anh sẽ dẫn em về Bình Định. Hai chúng ta sẽ cùng đi ăn bắt ốc. Và anh sẽ làm ốc cho em ăn. Và anh sẽ đưa em đến những nơi, những cảnh đẹp của Việt Nam, đất nước của anh, để giới thiệu cho em, và anh với em sẽ có những kỷ niệm đẹp trên những hành trình của chúng ta. Thì bây giờ mình đi thôi hả? Đây là một cái trái tim, như chị Hương hay nói là bằng thủy tinh. Nếu các bạn không giữ thì nó sẽ vỡ nha. Dạ, rất là có ý nghĩa cho ngày hôm nay. Hai bạn cầm nha. Cảm ơn chị ạ. Nó sẽ là hai trái tim, chứ nó không phải là hai mảnh thủy tinh vô tri nhé các bạn. Chúc các bạn sẽ nở rộ trong tình yêu. Dễ thương quá, xúc động nữa quý vị. Nhớ giờ phát sóng nha, vào lúc 21:35 thứ sáu hàng tuần trên HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty truyền thông Bi thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại. Một người là uy tín, còn bên đây là Duy Phong. Yeah. Hai cái tên nghe thấy bên đây uy tín, bên đây thấy phong độ. Còn nói gì nữa, mời về chỗ chung với chị. Mình là Duy Phong, hiện nay mình là sinh viên năm 3 của trường đại học công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Mình có sở thích là thể thao, âm nhạc và sinh viên. Mời bạn uy tín. Chào vâng, thì lần đầu tiên em cũng chào là anh Trương Thế Vinh và chị Việt Hương ạ. Và toàn thể mọi người đang